Thời gian gần đây khi nói về du lịch Thanh Hóa thì người ta thường nhắc đến vườn quốc gia Bến En, và các khách du lịch khi trở về thường khá với nhau rằng ngoài cảnh sắc thiên nhiên hoang dã, không khí trong lành thì có một điều rất đặc biệt mà các bạn phải đến tận đây để tìm hiểu. Bác Kiểm Lâm có ý với chúng tôi rằng điều đặc biệt ấy bắt nguồn từ một cái hồ có tên là Hồ Sông Mực. Hồ Sông Mực ở kia, nhanh lên! Bơ con hỏi tại sao mọi người nhắc đến hồ sông mực này nhiều thế bác? Ở trong cái lòng hồ sông mực này có 68 loài cá, nhưng đặc biệt là cá mè sông mực. Cá mè sông mực mà chấm nước mắm vô xuyên, chết xuống Âu Phủ còn viền đồ ăn, viền đó là về đó. Thế bác đang câu cá mè bác? Dạ không phải, cá mè làm sao mà câu được cháu? Cá mè ta đánh lưới, của bác để câu cá leo. Nghe bác kể thích quá, đó chính là mục tiêu của chúng tôi bây giờ, đi bắt cá mè. Để bắt cá mè thì chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của những ngư dân sống ở gần đây. Và trong lúc tôi và Trung đi bắt cá thì chị em phụ nữ ở nhà sẽ chuẩn bị củi lửa. Do ở hồ sông Mực thì lượng phù sa rất là nhiều, chính vì thế mà cá mè sinh sôi đầy nở, rất là phong phú và cá thì rất là to. Anh ơi, thế mình đánh cá thì thời gian nào là thích hợp nhất nhỉ anh nhỉ? Vào buổi đêm. Đánh ban ngày là mình phải đánh chìm, tức là lưới không nổi lên trên mặt nước mà nó không chìm sát đất. Chỗ kia hình như nó hơi động đậy đúng không anh? Thế có phải cá không ạ? Đúng rồi đấy, nó thì kéo như thế nào, hy vọng là cá mè. Cái rồi, giỏi quá. Anh đập một chết nhá, thấy đập anh, đập anh nhá, rồi quỷ rồi quá hay quá. Các bạn thấy không, một con cá rất là to, bé thế này gọi là bé à, rất to rồi. Cá mè to rồi, to thế này, phần đầu này, cái đuôi với lòng nấu măng chua, phần thân đây thịt người ta ướp gia vị để nướng. Anh vẩy đi. Anh vẩy như nào anh nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi đánh vẩy cá nhưng mà có vẻ như là làm khá dễ dàng, bởi vì chỉ có một vài lượt dao đầu tiên thôi mà cá đã xóc hết vẩy rồi. Cầm hai tay thì dễ hơn. Bác Hảo ơi, bác nướng cá gì đấy ạ? Bác câu được hai cái gái và hai cái chuối. Cái phần trắng trắng này là gì đấy ạ? Là con bông máu. Em lấy ra nhá. Rồi. Có sơ vỡ mà không ạ? Không, cứ lôi hết ra, mạnh tay vào. Đấy. Wow. Và đấy không cá rất là to. To thật đấy. Đấy. Và phần khó nhất khi làm cá đó chính là bổ đầu cá. Có vẻ là tôi chặt đầu cá không khéo lắm, bởi vì là chỉ có một vài nhát đầu thôi thì đã hơi nát nát rồi. Chắc để anh Hùng làm. Anh dùng cái mũi dao chặt rất nhanh. Anh chặt 3 nhát. Nào xem cái là măng nào. Ôi lòng ngóng quá. Nhìn đây này. Thấy chưa? Nhanh, đều, mỏng. Anh Hùng ơi, mình ướp cá được chưa ạ? Được rồi. Sau một ngày đánh bắt vất vả thì cuối cùng chúng tôi đã có một mâm cơm khá là thịnh soạn. Ấn tượng đầu tiên mà khi ăn món cá mè nấu măng chua đó là mùi hương của măng sộc lên mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là vị chua chua và cay cay. Bình thường khi ăn cá mè thì các bạn thấy nó sẽ hơi tanh một chút. Nhưng mà cá mè ở hồ sông Mực thì không hề tanh một chút nào. Và thịt thì rất là béo và ngọt. Cho nên về Bến An ăn bữa cá mè, dù đi gốc bể chân trời khó quên. Hay quá. Rất hay.